xin chào các bạn hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái phương pháp mà tinh chỉnh ảnh uh, cao cấp ở trong uh, Photoshop thì bình thường đối với những cái ảnh mà chúng ta đã blend ở ngoài bằng các cái ứng dụng uh, Lightroom hoặc là Camera Raw hoặc bất kể một cái phần mềm nào đó thì sau khi mà chúng ta đã blend rồi bây giờ chúng ta phải tinh chỉnh để làm sao cho nó uh, hoàn hảo nhất thì hôm nay thì mình sẽ đi thẳng vào trực tiếp vào vấn đề đó là mình sẽ hướng dẫn tinh chỉnh ảnh trong sáng. Đây là một trong những cái tông ảnh đối với anh em làm dịch vụ là rất là ok. thì bình thường ấy cái cách gọi là truyền thống mà chúng ta sẽ sử dụng cái adjustment ở trong đó có cái khớp để chúng ta sẽ tinh chỉnh uh, độ tương phản. trong sáng thì đương nhiên là chỉ tinh chỉnh độ tương phản thôi. thì ở đây là chúng ta sẽ ví dụ là chúng ta sẽ chỉnh như thế này. tuy nhiên đây là một cái cách bình thường thông thường. Còn cách nâng cao thì sao Nâng cao là ta sẽ kết hợp Giữa cái Adjustment Và cái Bộ lọc Branding Mode Để chúng ta có thể Xử lý Thì ở đây thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu Với các bạn đó là cái Branding Mode Shortline Để chúng ta có thể tinh chỉnh Trong sáng Cho cái ảnh Đối với những cái ảnh Như thế này Thì nếu như bạn nào chưa biết về cái Branding Mode thì các bạn có thể là lên Google và search cái uh, trang web của mình RTD Photoshop .com à, Các bạn uh, Search cái trang web và sau đó các bạn vào blog Ở trong cái uh, ở đây thì mình có cái bài chi tiết về chế độ hòa trộn Blending mode Ừ, tại sao mình lại giới thiệu với các bạn thì uh, mong các bạn sẽ có một cái kiến thức nó nó thực sự là nó chuẩn ở đây thì đây mình sẽ sử dụng cái uh, hiệu ứng uh, spotlight trong branding mode cái này nó là làm tối hoặc sáng cái uh, vùng màu tùy thuộc vào cái màu hòa trộn và ở đây nó có một từ là màu xám à, đây là uh, có một cụm từ đó là màu xám ở đây thì mình không muốn nói nhiều quá bởi vì cái này mà nói lý thuyết nó hơi lằng nhằng và trong uh, Photoshop mình sẽ nói luôn màu xám cái đấy nó là cái gì và 50% cấp độ xám là cái gì các bạn nhớ vào trang uh, web của mình để tìm hiểu về cái shot rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại đối với Photoshop thì ở đây uh, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết nó 50 cấp uh, 50% cấp độ xám là cái gì đó là cái hue saturation và chúng ta sẽ kéo cái tôi này xuống Kịch Đây chính là 50% cấp độ sáng à, Cái này nó có tác dụng gì? Thực ra khi mà Chúng ta sử dụng Kết hợp Cái này Để mà chúng ta có thể là Tinh chỉnh Được cái độ Trong sáng của cái ảnh Thì nó rất là ok à, Bây giờ Tạm thời mình bỏ qua Cái này Mà mình sẽ cho các bạn nhìn thấy một chút đầu tiên là chúng ta tạo tạo ra một cái uh, layer và trong cái color pick này mình sẽ chọn cấp độ xám cấp độ xám thì các bạn chọn cho mình là 80 80 80 nó sẽ ra cấp độ xám sau đó các bạn dùng brute à, uh, các bạn uh, dùng brute các bạn vẽ cho mình một cái một đường vẽ ở đây và sau đó thì uh, ở trong cái branding mode đó thì mình có ghi là trên 50% cấp độ xám và dưới 50% cấp độ xám thì các bạn sẽ tiếp tục các bạn chọn cho mình một cái là ở màu đen này đi rồi các bạn giảm bớt cái uh, brut này các bạn cũng vẽ lên một tí và chọn cho mình một chút xíu nữa ở màu trắng này đi brut này được rồi rồi ở đây chúng ta có ba cái ba cái 3 cái màu Bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình cái chế độ hòa trộn so like. Đó. Thì ở đây nó sẽ nói lên cái rõ nhất về cái 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 ý nghĩa của cái blending mode so like. à, ở kia nó ghi là trên 50% trăm cấp độ xám khi vẽ khi vẽ lên thì nó sẽ trên 50% có nghĩa là nó sẽ tối hơn thì nó sẽ làm tối đi. Nhưng nó sẽ không thuần khiết, nó sẽ làm tối đi. Và trên năm dưới 50% cấp độ xám đây thì là nó ở, ở cái vùng màu trắng này thì là nó sẽ là sáng lên và các bạn nhìn thấy là nó có cảm giác như là nó sẽ bị cháy đó nó bị sẽ, sẽ bị cháy sáng tuy nhiên cái vùng màu 50 cái phần trăm cấp độ xám là đây thì hoàn toàn nó hòa trộn không ảnh hưởng gì cả đó đây mình để lại ma cho các bạn nhìn đó à, đây, lại Ok. Nói chung là mình nói như vậy thì các bạn có thể có cái hình dung và sau đó thì các bạn sẽ uh, tự các bạn tìm hiểu à học ở trên cái video của mình, sau đó các bạn tự làm và các bạn sẽ nhận ra được cái các bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của cái 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 branding mod đó, mình ghi nó là như thế nào. Thì bây giờ trực tiếp chúng ta sẽ quay quay trở lại đối với cả cái ảnh này. Bây giờ tôi muốn làm trong sáng ngày này lên thì đối với cái việc mà làm trong sáng thì như mình đã nói nếu như làm đơn thuần sẽ làm bằng cấp. Vậy thì trong cái nâng cao của cấp nó là cái gì? Trong cái nâng cao của cấp thì bây giờ hiện tại mình sẽ tạo ra một cái cấp độ xám ở phía trên này, một cái layer. Rồi. Mình sẽ tạo ra một cái này. Sau đó mình sẽ chọn cấp À, ở trên cái cốp này mình chỉ muốn cho nó ảnh hưởng đến đúng cái layer về cái layer năm mươi độ xám thôi cho nên là mình sẽ chọn ở đây rồi sau đó các bạn sẽ kéo cho mình vùng highlight vùng highlight các bạn kéo cho mình ở đây chỗ này nó là một trăm hai mươi tám này nó nằm đúng ở cái cái cái, cái tọa độ này và ở đây các bạn kéo về đây nằm đúng ở tọa độ tọa độ này cho mình thì như vậy các bạn sẽ nhìn thấy được ở đây là cấp độ xám 50% à, tác dụng của nó đây bây giờ lập tức các bạn sẽ chuyển cho mình cái layer layer này các bạn chuyển cho mình nó về slide đó khi các bạn chuyển về slide thì các bạn sẽ nhìn thấy nó không có một cái sự thay đổi nào ở đây cả đó nó không có một cái sự thay đổi điều đó thì có nghĩa rằng là nếu như các bạn điều chỉnh bây giờ các bạn sẽ điều chỉnh ở trên cớp thì các bạn điều chỉnh nó khi mà các bạn làm cái uh, hai cái cái layer này thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái màu sắc chung của cái ảnh và như thế thì nó sẽ rất là ok các bạn sẽ có thể tách được cái vùng đen và vùng trắng của cái ảnh này ra một cách rất đơn giản bởi vì ở đây cái blending mode và cái cớp sau khi các bạn đã điều chỉnh ở đây nó đã tạo cho các bạn cái này các bạn các bạn tạo action nhé sau này các bạn tạo action để chỉnh nhé thì khi mà các bạn làm ở đây nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cái màu sắc gốc của ảnh cả à. bây giờ tôi muốn làm cho cái vùng màu da này nó sáng hơn thì như các bạn kéo ở trên này xuống đây là vùng highlight vùng sáng thì cái vùng sáng này các bạn muốn cái này nó sáng lên đúng không ạ mặt ra sáng lên để chỉ cho ra sáng lên ok và bây giờ tôi muốn cho cái vùng background tối đi rồi tôi kéo tối đi ok ở đây các bạn đã nhìn thấy có sự khác biệt và sự thay đổi cái này nó có một cái đặc điểm rằng là khi các bạn kéo cho dù mạnh nhưng nó không bị chát và không bị ảnh hưởng tới các cái vùng màu nó chỉ ảnh hưởng tới cái vùng mà các bạn sáng tối thôi không giống như ngay lúc đầu mà các bạn dùng cớp không các bạn kéo 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 là y như rằng nó sẽ làm hỏng toàn bộ các vùng màu của các bạn nếu các bạn kéo mạnh còn ở đây thì như các bạn nhìn thấy là nó sẽ không ảnh hưởng đây đó và nó làm cho cái ảnh của các bạn trong vắt đó nó làm cái ảnh của các bạn trong vắt đây là mình kéo để cho các bạn nhìn thấy rằng là cái sự thay đổi của nó ở đây là rất là tuyệt vời. Đây là cái cao cấp để các bạn có thể xử lý à, để mà blend một cái ảnh trong sáng mà nó hoàn toàn là chuẩn xác mà các bạn tách hoàn toàn nó là bằng blending mode chứ không phải là tách bằng một cái công cụ lấy vùng chọn nào khác. À, bây giờ thì dựa vào cái đặc điểm này của nó, thì chúng ta sẽ tạo những cái action hoặc là làm sao để chúng ta có thể tạo ra một cái uh, công thức cho chúng ta để chúng ta bơm uh, blend này và tinh chỉnh. và đây các bạn nhìn nhé chi tiết nó lên rất là tốt Đó, chi tiết nó rất là rõ ràng so với cái ảnh gốc thì ở đây nó các cái vùng nó mù và sau khi chúng ta điều chỉnh thì nó sẽ như thế này vậy thì bây giờ chúng ta đã hiểu các bạn đã hiểu về 50% cấp độ xám nó là ở cái gì rồi huế Hue, Saturation và Curve. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này nó đi. Và chúng ta sẽ làm trực tiếp ở trên này. Thì ở đây tôi sẽ nhân một lớp của cái ảnh gốc ở W Duplicate. Ok. Cái Huê Saturation các bạn có thể vào đây các bạn điều chỉnh. Hoặc ở trong Image. Khi các bạn tạo ra cái layer thì nó chính là cái này. Shift Ctrl hay là Desaturate đó chính là đây chính là 50 cấp độ xám sau đó chúng ta sẽ chọn khớp và chúng ta sẽ chỉ để cho nó ảnh hưởng ở trên cái layer 50 cấp độ xám lập tức sau đó chúng ta sẽ kéo hai cái thanh này hai cái đầu sau đó và hai like để cho nó về 50 phần cấp độ xám rồi sau đó chính ở cái layer này chúng ta chọn lại Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn Đó, nó không có sự thay đổi Rồi Và đây chính là cái action các bạn có thể tạo ra Và làm để các bạn có thể chạy hàng loạt Tinh chỉnh trong sáng Đó, các bạn lọc hoàn toàn được OK. Thì đây là một trong những cái cách mà phải nói rằng là đây là những cái uh, thứ cao cấp để mà các bạn có thể là kết hợp đối với Photoshop ấy nó rất là rộng lớn nó không đơn giản chỉ ở một vài cái mà các bạn có thể nhìn hoặc các bạn có thể học là ở trên uh, mạng hoặc cái gì đó mà các bạn phải nắm rõ được tất cả những yếu tố của nó thì các bạn mới có thể là làm được cái Photoshop một cách tốt nhất. Không có cái chuyện là tôi kéo chơi, kéo thử hay là như thế nào cả mà chúng ta phải có một cái ngay lập tức khi mà chúng ta muốn làm một cái gì đó thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang làm cái gì và sẽ làm như thế nào. Ví dụ tôi muốn chỉnh ảnh trong sáng, vậy thì muốn chỉnh ảnh trong sáng thì chúng ta phải có những cái công cụ gì hoặc là những cái kiến thức như thế nào để chúng ta có thể chỉnh chứ chúng ta không thể nói liều à, không phải nói nói chơi chơi được nói chơi chơi như thế thì nó rất, nó rất là buồn cười chúng ta làm cái gì cũng thế màu nào cũng vậy chúng ta cũng cũng phải có một cái rõ ràng là phải có một cái quan điểm rất phải hiểu về nó thì lúc lúc mà các bạn làm mới ok được à, chúng ta sẽ thử mở một cái ảnh này bằng cái cái, cái phương pháp đó thì chúng ta sẽ nhấn lớp màu lên image Ask man desaturate rồi chọn cướp rồi 128 không ok ở đây sau này sau đó chúng ta điều chỉnh nâng sáng phần sáng lên một chút ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta kéo sáng lên cực kỳ cao thì cái độ ảnh hưởng của nó nó sẽ rất là đều chứ nó không sẽ không bị cháy như ở trong cái uh, nếu như chúng ta sẽ sử dụng cớp bình thường như mình nói bởi vì là chúng ta đang làm ở trên cái kênh 50 cấp độ sáng chứ không phải là ở trên kênh màu đó cái điều đó là cái điều rất là thuận lợi cho chúng ta trong cái việc chúng ta tách cái vùng sáng và vùng tối ra để chúng ta điều chỉnh và đây là mà nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến màu các bạn không bao giờ bị ảnh hưởng đến màu cả đó ok à, đây chúng ta có thể xem cái cách thay đổi hoàn toàn là ok trong veo đó đây mới gọi là ảnh trong sáng và đây là cái cách làm cao cấp và mình sẽ chia sẻ được các bạn để các bạn có thêm được những kiến thức và bổ ích cho cái việc mà các bạn sẽ làm những cái ảnh trong sáng. À, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy lại một chút xíu nữa về cấp. Nếu như các bạn dùng cấp ở đây, nếu như các bạn tăng nó lên hay các bạn giảm nó xuống, các bạn sẽ nhìn thấy tất cả các vùng màu nó cũng thay đổi. Đây là ở kênh RGB, kênh sáng thôi chứ không phải là kênh màu đâu. Nhưng nếu như kể ở đây các bạn nếu điều chỉnh một chút thôi nó đã khác biệt rồi đó chứ không phải là như ở thế kia đấy thì khi mà các bạn đã nhìn thấy ở đây thì nếu như các bạn sử dụng như này thì cái này nó sẽ là chỉ là cái kênh màu xám thôi nó sẽ là điều chỉnh cho cái kênh màu xám thôi 50 phần có độ xám thôi cho nên là cái cách những cái cách như thế này nó là những cái thủ thuật và những cái mẹo rất là hay ấy nên là nếu như các bạn mà có được những cái kiến thức như thế này thì khi các bạn áp dụng vào trong các cái việc mà blend hoặc là các cái việc mà chỉnh sửa ảnh thì nó sẽ tạo cho các bạn một cái giá trị nhất định cũng như là tạo ra cho các bạn một trong những cái sự chuẩn mực à, bài chia sẻ của mình về cái cách uh, chỉnh ảnh trong sáng nâng cao hôm nay thì uh, tạm dừng ở đây rất mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh và đăng ký kênh cho mình à, cũng như là chúc các bạn thành công trong cái công việc mà đam mê về xử lý hình ảnh à, cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác